Sau hơn 130 tập phim, cuối cùng Hương Vị Tình Thân đã khép lại tối 27 tháng 10. Bên cạnh cặp đôi Nam Long do Phương Oanh và Mạnh Trường thủ vai tạo phản ứng hóa học thì vợ chồng Thi Huy do Thu Quỳnh, Anh Vũ đảm nhận cũng được khán giả tích cực đẩy thuyền khi diễn xuất quá ăn ý. Ngay sau khi hết phim, cặp đôi này đã chụp bộ ảnh tình bề bình khiến dân tình náo loạn, họ quá đẹp đôi. Trong khi Mạnh Trường với Phương Oanh sợ hiệu ứng quá lớn từ vai diễn mà không tương tác với nhau thì Thu Quỳnh và Anh Vũ lại chẳng ngại gì. Họ thường xuyên đăng tải những hình ảnh, bình luận gọi nhau là vợ chồng, nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Có lẽ lý do họ có thể thoải mái thể hiện tình cảm trên mạng xã hội như thế chính là vì hiện tại cặp đôi trai xinh gái đẹp này vẫn đang độc thân, Thu Quỳnh và Anh Vũ đều đã trải qua một lần đò. Cho nên họ đến với nhau thì khán giả ủng hộ anh chị cả hai tay hai chân. Trong những bài phỏng vấn gần đây, Thu Quỳnh chia sẻ cô đã sẵn sàng để chào đón người mới, sẵn sàng để bắt đầu lại một mối quan hệ. Chính vì thế nhiều người hâm mộ đã tích cực đẩy thuyền cho Thu Quỳnh và Anh Vũ thành một cặp, nếu được nhân vật ám vào thì đó là một điều quá tuyệt vời. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.